Khi nói về một cái vấn đề biểu đồ cảm xúc của một ca khúc thì các bạn sẽ thấy rằng như lúc nãy thì tôi mới giới thiệu các bạn về một cái form cơ bản, tức là chưa có phần phối khí hoặc là chưa phải một ca khúc hoàn chỉnh mà chỉ là một cái ca khúc dựa trên một cái bản nhạc của bản sheet thôi. Thì tiếp theo bây giờ tôi sẽ nói về một cái tổng thể của một cái ca khúc. Khi sau khi đã phối khí xong, cái chuyển soạn xong rồi hát bè bối tất cả mọi thứ thì về cái biểu đồ cảm xúc của nó như thế nào, thì bạn thấy rằng nó có chiều hướng như sau. Ví dụ như là thường nó sẽ có chiều hướng theo cái hình mũi tên đó, nó sẽ to dần lên, to dần, mở đầu nhỏ rồi to dần dần cho đến cuối, và sau đó là đến đoạn kết thì nó sẽ lắng một chút để tạo cái cảm giác kết. Thì với một ca khúc thì khi các bạn đã nghe rất nhiều ca khúc của châu Âu, châu Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, tất cả các khúc nhạc pop, thật chữ nhạc rock hay nhạc jazz, thì hầu hết về cái sự cơ bản của nó được, tất nhiên có những cái sự khác biệt, nhưng tuy nhiên về cơ bản các bạn sẽ thấy rằng luôn luôn là mở đầu thì nó thường nhẹ nhàng hơn. Với những ca khúc chỉ có cái hình thức là A và B thì cái A nhẹ nhàng và cái B là đoạn căng thẳng, sau đó có đoạn dạo ngắn để quay lại A rồi lại B, gần như hai cái lần đấy nó chỉ khác nhau về phần nhiều ở trong cái phần phối khí của ban nhạc, nó được tăng độ dày lên, hay là đến cái lần hát hai đối với ca sĩ thì sẽ phải hát căng hơn một chút so với lần một, ví dụ vậy. Còn đối với một cái số form ca khúc mà các bạn thấy có những đoạn cầu ở giữa A và B hoặc là đoạn cầu sau B, thì bạn thấy rằng cái đoạn đặc biệt là những ca khúc mà có đoạn cầu mà sau đoạn B, sau đoạn chorus, thì nó thì thường thì có hai dạng đoạn cầu đấy. Thì đoạn cầu thứ nhất rằng là đoạn cầu đấy là đoạn căng thẳng nhất của cái ca khúc đấy. Còn dạng thứ hai đấy là nó là một cái lắng xuống để chuẩn bị đà để quay trở lại cái đoạn B. Thì cái việc đoạn cầu đấy thì nó tùy thuộc theo cái cảm xúc của ca khúc, tùy thuộc theo cái cảm xúc của tác giả, họ viết nó như thế nào và cái sự phối khí ở đấy như thế nào, thì để tạo nên cái sự tương phản. Nhất là khi cái đoạn C đấy, cái đoạn cầu sau B được xuất hiện khi mà cái B nó chưa nói hết cảm xúc của ca khúc, chưa nói hết cái cảm xúc của các bạn muốn truyền tải trong ca khúc đấy, thì cần thiết phải xuất hiện theo đoạn C để tạo nên một sự tương phản, một sự mới lạ, một sự thay đổi, để cho người nghe được cảm thấy rằng họ cần thêm một cái cảm xúc gì ở đấy, và để trước khi quay lại cái phần chính, cái phần chorus của bài. Và các bạn hãy nhớ rằng là biểu đồ cảm xúc của một ca khúc thường là đầu nhỏ và sau đó sẽ to dần về cuối, đặc biệt là sẽ to dần ở trong khoảng 3/4 của tác phẩm. Về nguyên tắc là như vậy, về cơ bản đấy là về cái cảm xúc cơ bản của người nghe, cảm xúc cơ bản trong âm nhạc. Thường người ta sẽ căng thẳng nhất trong khoảng 3/4 của tác phẩm, và sau đó 1/4 còn lại là nhắc lại cái B, và sau đó là kết bài.